Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của ba ông cháu. Và kèm theo đó thì có một cái phần quà của bà Chu Thị Diên. Bà ở Vĩnh Lộc 2, xã Phường xã huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Và bà có gửi cho cháu Lực là một cái phần quà, không biết ở trong này là cái gì. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được rồi. Và một tí nữa thì cháu Lực sẽ mang lên trao cho gia đình của ba ông cháu luôn. Và như mấy hôm trước cháu Lực không có ra được cái video của bác, là cháu Lực có bận một chút công việc, cho nên là không có ghi hình được cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu nữa. Và trong thời gian này thì cái phần nền nhà của các em thì cũng đã đào xong hết rồi cô bác. Và bây giờ thì chỉ cần đợi đến ngày là lấy vật liệu và gọi cái đội thợ mà lên xem cái chỗ nền nhà của ba ông cháu này xem là như thế nào. Rồi thì sẽ tiến hành là đào móng xong là gọi vật liệu vào cô bác nhé. Thế còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là theo dõi hết video ạ. Như cái đồi măng nứa này thì vài tháng nữa thì lại sẽ có măng nứa rồi. Mọi lần thì cháu Lực sẽ đi xuống đường này này cô bác này, nhưng mà bây giờ thì đào cái phần kia xong thì xuống rất là khó, thành ra là cháu Lực sẽ không có đi xuống đấy nữa. Hình như cô bác có thể nhìn thấy là cái phần nền nhà của ba ông cháu của bác, phải nói là đào xong cái phần bên kia nó thì rất là rộng rãi luôn. Ôi, đây thì không biết là được nhà ba ông cháu hay là nhà trên kia để cái này là cái đậu tương này của bác này. Hôm qua hôm kia thì có vẻ là mưa khá là nhiều ấy cô bác, nhưng mà cũng không thấy là nền nhà của các em là bị sạt một chút nào cả. Cái phần này thì hôm nọ đào thì nó gọi là cái nguồn nước mà chảy từ dưới này cô bác này, nó bị chảy xuống một chút nữa. Thì hôm nào sẽ tiếp tục là đào cái phần trên kia xuống để cho nó hết cái phần sạt của nó đi. Và ở phần cái chỗ này thì mưa to rất là to này các bác này, thì không có thấy bị sạt chút nào cả. Thế bây giờ thì đi xuống dưới nhà của ba ông cháu này. Hôm nay thì không biết là ba ông cháu thì có ở nhà không ấy. Ôi giời ơi. Tối hôm qua thì mưa rất là to cô bác ạ. Mùa này thì nó đang rơi vào mùa mưa mà, cho nên là không có thể tránh khỏi được. Và bây giờ thì cũng hết tháng 7 rồi, đến tháng 8 rồi, sẽ chọn là cái ngày nào mà đẹp để mà đào cái phần nền cho ba ông cháu đó. Chỉ cần sau tầm độ 2 tháng nữa thôi thì nhà ba ông cháu sẽ là một cái ngôi nhà mà phải nói là đẹp nhất bản ở đây luôn này cô bác này. Có vẻ như là cháu Lực thấy là đóng cửa này cô bác, không có ai ở nhà cả. Chắc là đi đâu hết rồi. Em Hải thì đang đi học, còn ông với lại Sử thì không biết là đi đâu rồi. Đấy, chắc thì ở lại đợi ở lại chờ ba ông cháu một chút. Đàn gà nào. Ui, gà thì đàn gà của ba ông cháu hôm nọ thì được bà An Phạm là nhờ cháu Lực mua ấy cô bác, cho nên là hôm nay là bây giờ thì cũng đến mùa, sắp đến mùa gạt rồi. Sắp đến mùa gạt rồi, thành ra là phải nhốt gà ở lại, chứ không là nó đi ra bên kia nó
xẻ hết thóc, nó ăn hết thóc. Bây giờ thì chắc là ở đây không biết là ba ông cháu có ở trên nhà chú không. Hôm nay thì thời tiết khá là nắng rồi các bác này. Chắc là ba ông cháu là lên trên rừng rồi. Hay bây giờ thì chắc là đợi ba ông cháu với cô bác. Còn em Hải thì bây giờ thì chắc là đợi em Sử với lại ông ấy. Còn em Hải thì đi học phải đến chiều tối mới về rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cháu sẽ đi ra kia xem là cái phần lúa của nhà các em thì năm nay được bác Kim Hoàng là tài trợ cái phần phân bón thì có tốt không cô bác nhá. Như cháu Lực, trước cháu Lực ghi hình lên thì khá là tốt rồi, nhưng mà là các bác cũng sợ là bón nhiều quá thành ra là nó không có bị được hạt trong thóc nó đầy cô bác. Cái thửa này là còn chưa chín mấy này cô bác này. Đấy, góc bên này còn chưa chín mấy. Ôi rồi, hôm qua thì có vẻ là mưa gió rất là to, thành ra là cái chỗ phần này thì nó đã bị đổ rồi cô bác này. Nó đã bị đổ rồi. Còn mấy cái thửa này chỉ cần gọi là tầm một tuần nữa là được sẽ được gạt rồi cô bác nhé. Đây cô bác này, đây cô bác có thể nhìn thấy là những cái hạt thóc này cô bác này là nó rất là đầy đặn luôn cô bác nhé. Có thể là năm nay nhà ba cháu là sẽ không sẽ là gọi là đủ ăn rồi cô bác, sẽ không có bị thiếu nữa. Đây, từ nhà ba ông cháu đi từ máy thửa trên này xuống đây cô bác này, đến tận dưới kia như phần nhà của chú ấy cô bác, như cô bác có thể nhìn thấy là có vẻ là ít phân bón hơn, thành ra là vẫn còn xanh. Có khi xử lại ra tít ra rừng già trên kia này cô bác này. Đấy, như phần đây thửa nào thửa nấy cũng đều rất là tươi tốt luôn cô bác nhá. Đấy, như trước thì cũng có các bác nói là sợ là bón nhiều quá thành ra là nó sẽ bị nó không được hạt thóc nó đầy đặn đấy cô bác. Đấy, có thể là nói là mấy năm rồi chưa có được bón phân bón, thành ra là bây giờ bón thì mọi cái nó cũng đều rất là tốt. Ở tít ra phần trên này là một cái đồi rừng già này cô bác này. Ủa, Sứ đâu về ấy? Sử trên rừng về á? Cái này cái gì đây? Mật ong ạ. Mật ong á? Ôi rồi. Ôi rồi. Ủa, đeo cả đội mú này à? Vâng. Mú này thì có thể là đi lấy mật ong. Thế ong đâu rồi? Ong sáng nay em đi, ong ở nhà. Đi từ sáng nay rồi à? Vâng. Ôi rồi, một mình tự đi lấy à? Vâng. Ôi rồi, một mình tự đi lấy mật này. Mật này thì có lấy nguy hiểm không? Có ạ. Có á? Rồi, thì bây giờ thì đi về nhà đã đi nha. Vâng. Bây giờ thì đi về nhà đã. Ôi, Sử thì đi thu mật ong này cô bác này, không biết là được nhiều hay được ít. Bây giờ thì đi về nhà rồi thì xem thành quả của Sử đi thu mật ong là như thế nào. Đây thì em đi tận rừng già trên kia lấy à? Vâng. Đường này thì không đi được xe máy à? Không đi được đâu ạ. Tít trên rừng già trên kia này cô bác này. Thế tự một mình tự đi lấy à? Vâng. Ôi trời ơi, một mình tự đi lấy này. Cái tổ mật ong này là mật ong ở hang đá chứ? Vâng. Thế mật ong này không phải là cái mật ong mà hôm nọ là em với ông là đi tìm thấy đâu à? Không phải đâu. Không phải đâu à? Nhưng mà sao em biết là trên đấy có mật ong mà em đi trên đấy lấy? Đi tìm thôi ạ. Đi tìm à? Vâng. Ôi trời. Có vẻ là hôm nay là thời tiết nắng cho nên là em ấy đi thu lấy để đây xem nào. Vâng. Lấy để đây xem nào. Để đây này. Đây. Để trên này này. Chỗ này thì tầm rơi tầm bao cân? Ui, khá là nặng đấy. Vâng. Nặng cân sốc cân ạ. Rồi, đây là những món dụng cụ của em Sử là đi trên rừng này cô bác này.
Hôm nọ thì cái mú này thì anh xem mú được không? Từ bỏ này ra đã. Đây, hôm nọ thì cái mú này thì được bà An Phạm là bà ấy gửi từ bên Nam Ý sang này cô bác này. Này đi lấy này mà đi ui. Cái này mà đi lấy mật ong thì không có sợ bị mặt này. Dùng cái này đi lấy mật ong có thích không? Có ạ. Có à. Đây. Bây giờ thêm đây, cất mú đi. Xem mà thành quả của Sử là đi lấy mật ong thế nào nào. Ôi giời ơi. Sử lấy cái chậu về đi. Ủa đây này cô bác này. Cái này thì rơi tầm 5 cân hay sao ấy. Đây thì chắc là em Sử là một tí là em sẽ vắt ra luôn đấy. Đây là cái số quần áo của ông ấy trèo của bác này. Ui, lấy để cái đấy à? Vâng. Đấy đi hôm qua mua về à? Vâng. Để trong cái này luôn à? Vâng. Ông nọ Sử thì có bảo là đi hôm nay đi tìm ông ấy có bác. Hôm nay thì không có, cho Đức không có lên sớm để cùng Sử là đi. Bây giờ vắt ra luôn chưa? À đây là những cái bao tay mà em mang đi à? Vâng. À. Bây giờ thì phải tìm cái chậu chứ nhỉ? Vâng. Cái chậu thì mới vắt được ra chứ. Hay là trong này có cả sáp đó không? À có cả sáp này cô bác này. Đây thì lấy nguyên tổ nó về luôn nhỉ? Vâng. Ôi giời. Bây giờ thì đây. Đi lấy chậu về để cùng Sử là. Không có bạn để đi cùng à? Không có bạn đi cùng à? Không ạ. Một mình tự đi lấy. À. Bây giờ thì ra, bây giờ thì cháu Lực sẽ với cùng em Sử là vắt cái mật ong này này, xem là cái thành quả hôm nay là em sẽ đi lấy được như thế nào nào. Có tổ to không Sử? Có ạ. À Sử thì đang đi rửa tay này các bác. À như hôm nay Sử đi lấy mật ong thì chọn là cái ngày thời tiết mà nắng nóng ấy. Thì đi lấy mật ong thì lấy mật ong về nó sẽ không có bị chua các bác ạ. Giờ thì cháu Lực sẽ hộ em Sử là để vắt ra để vào chai. Cái này thì chắc là em Sử vẫn là để cho cháu Lực để mà đi bán hộ thôi. Ui ghê quá, ghê quá. Con sau vừa bò vào cái quần áo này. Sau này thì là vừa nãy cháu Lực đi qua cái chỗ ruộng, cái chỗ nương của chỗ ruộng lúa của nhà em ấy có sâu này. Cái này thì để vào đây à một tí nhá. Vâng. Chỗ này thì độ tầm rơi được từ bao lít biết không? Không biết ạ. Không biết đâu à? Thế bây giờ bỏ ra. Đây. Ôi, đây là găng tay hôm nọ cháu Lực cũng mua lên cho ba ông cháu này cô bác này. Thì để cho ba ông cháu là lúc mà đi lấy mật ong thì đeo cả găng tay này đi. Đây Sử đeo găng tay đi. Này thì lấy thì có đeo găng tay không đấy? Có ạ. Muốn đeo găng tay à? Vâng. Đây, đeo găng tay xem nào. Này thì hôm qua đi chợ về mua về à? Cái bao tải ấy. Vâng. Màu mờ thì có vẻ là rất là đẹp cô bác ạ. Ui. Ủa đây này, chỗ này thì rơi được tầm 5 lít này, có cả sáp luôn đấy. Này thì một tổ hay là mấy tổ? Hai tổ ạ. Hai tổ à? Vâng. Hai tổ thì được lần này à? Vâng. Cái mật ong này thì là không phải là cái mật ong rừng đâu các bác. Mật ong này là mật ong khoái rừng đấy các bác ạ. Cái mật ong này thì không phải là cái mật ong mà hôm nọ em đi lấy đâu chứ. Là mật khác à? Vâng. Ủa. Đây này cô bác này, đây là những nếu mà mật ong mà mật ong khoái ấy, thì là cái tổ này nó sẽ to hơn này cô bác này. Đấy còn là nếu mà mật ong rừng thì cái lỗ mà để mật nó này nó sẽ ít hơn. Ngoài chỗ này thì rơi vào tầm là được tầm 5 cân đấy nhở. Vâng. Đấy đây là mật ong tự nhiên cô bác này. Cái này thì sẽ không có để
để cho nó ráo, để cho nó ráo hết mật xuống thôi. Đấy. Em là bỏ vào đây à? Vâng. Em mà lấy cái kia ra đi, mở nó ra đi, xong bỏ vào đây. Đây là cái thành quả mà em xử là một ngày em ấy đi lấy được cô bác này. Đây là mật ong rừng, mà mật ong khoái rừng nguyên chất này. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy này, rất là đặc xịt luôn này cô bác này. Ồ. Mật thuốc này mà. Đó. Đây cô bác có thể nhìn thấy này, mật ong đặc xịt luôn cô bác nhá. Đấy. Trước thì chống lực lên bảo với các em là đi lấy mật ong thì đi găng tay vào để cho nó được sạch sẽ. Cái này thì bỏ vào đây nhá. Đây em tay em chưa dính mật, em bỏ cái túi bóng cho anh. Đấy, anh bỏ cái sáp nó ra riêng. Đây. Nè mất thuốc này của quân. Đây này cô bác này, ở đây mật ong này rất là đặc xịt luôn cô bác nhá. Đây, ở đây thì có cô bác nào mà muốn quan tâm cái mật ong của ba ông cháu ấy, thì có thể điện cho cháu Lực, và cháu Lực sẽ bán hộ cho các em luôn. Đây thì sẽ là được ba ông cháu là mang ra ngày chợ để bán. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em xử là đổ mật ong. Sắp bên thì có ít thôi, sắp có ít thế sắp này. Ta lấy một cái vứt rồi. Lấy vứt đi à? Vâng. Bây giờ thì để ra túi bóng này nhá, để ra đây nhá. Bây giờ em nhấc lên như này nhá. Nhấc lên như này nhá. Đấy, cầm cả đây, cắn nhấc lên này. Đấy nhá. Đây, cầm cả này nhấc lên nhá. Vậy có vẻ nó rất dính nhỉ? Cầm lên cao nhá, xong bổ vào đây. Được rồi nhá, để anh lấy dao đấy. Cái dao vừa rồi lấy vào trong nhà rồi. Đấy, đây anh nha. Quay thật sao nó có nổ nè. Từ từ nhá, nhìn sang bên kia đã. Nhìn sang bên kia đã, để anh cắt đã. Từ từ nhá, để anh lấy dao đã. Cái bóng này nó rất là chắc đấy. Anh nha. Nay thì sáng nay em mới đi tìm à? Vâng. Đấy phải là đi vào ngày, đi vào vào cái ngày nắng hôm nay này cô bác này, thì nó sẽ mật nó sẽ không có bị chua lấy vào ấy. Ngồi đây này. Rất là đặc xịt đúng không cô bác nhá. Đấy. Đây như cô bác có thể nhìn thấy đây, mật này. Ngồi chỗ này thì rơi vào tầm được 5 lít gì đấy. Cái này thì mang về cháu Lực sẽ dùng cái màng lọc để lọc lại đó. Để lọc những cái sáp này. Ở đây thì nó sẽ có cả nguyên sáp ấy cô bác. Cho nên là về cháu Lực vẫn phải là lọc lại cho các em. Và cũng có một số cô bác cũng có nói với cháu Lực là tại sao mà cái mật mà các em mang về tại sao mà cái nắp lúc mà cháu Lực ghi hình lên nó là cái nắp màu vàng ấy. Nhưng mà do là cái chai đấy không có được 1 lít ấy, cho nên là cháu Đức sẽ phải là đổi ra cái chai 1 lít khác. Hôm nay đi từ sáng à? Vâng. Đi từ phải nói là đi từ rất là sớm ấy. Có lấy cơm đi trên rừng ăn không? Không ạ. Không á? Vâng. Ông thì có biết là đi rừng không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy. Đây trong này là những cái lít, cái chỗ mật ong mà được ba ông cháu là mang đi này cô bác này. Đấy, mật thì rất là đặc xịt đúng không cô bác nhá, đây này. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang đeo bao tay thì nó sẽ không có bị mất, gọi là mất vệ sinh đâu các bác nhé. Và nếu mà có cô bác nào muốn quan tâm tới mật ong của ba ông cháu thì có thể là điện
cho cháu Lực qua cái số điện thoại để trên màn hình này, thì cháu Lực sẽ đóng và gửi cho các bác. Còn là cái chỗ phần này là cái phần sáp này cô bác này. Đây thì em sửa sẽ mang sáp về một ít này. Đấy. Sáp đây thì sẽ vẫn để chỗ này để cho nó ráo nước này, sẽ không có bóp nhá. Và cái mật ong khoái thì cái tổ nó sẽ là lỗ nó to hơn cô bác nhá. Cái loại mật ong rừng thì cái này nó bé hơn đúng không? Vâng. Cái mật này thì khai thác nó khó hơn này cô bác này. Và cái công dụng của mật ong khoái rừng thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe luôn, sức khỏe luôn cô bác nhá. Đấy, cái chỗ này thì sẽ để riêng nhá. Vâng. Cái này thì có để anh đi bán không? Có ạ. Đó, để anh em mang đi bán hộ cho nhá. Vâng. Đấy, chỗ này thì chắc rơi vào được tầm được 5 lít này cô bác này. Đấy, ở đây thì có cô bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong của ba ông cháu thì có thể điện qua cái số điện thoại mà cháu Lực để trên màn hình ấy, thì cháu Lực sẽ gửi những cái lít mật ong này tới tay cho quý cô bác. Đây là mật ong khoái cô bác nhá, mật ong khoái rừng chứ không phải là mật ong rừng đâu. Cái mật ong này thì nó sẽ làm tổ trên cao hơn. Này thì ở trên thì còn không? Hết rồi. Hết rồi à? Vâng. Ôi. Chỗ này thì nó ở trên tảng đá hay là ở trên cây cao? Đá. Trên đá cao à? Vâng. Ôi, đi khai thác phải đi cẩn thận nhá. Vâng. Đấy. Còn đi tìm thì chắc là có ạ. Đi tìm thì chắc là có à? Vâng. Ồ, thế hôm nào anh em mình lên trên rừng để tìm mật ong này nhỉ? Vâng. Đấy, xong là có các bác nào mà ủng hộ mình ấy, thì là mình sẽ bán mật ong này cho các bác. Vâng. Bây giờ thì em gói cái đấy lại đi. Vâng. Còn cái này thì cái bao to này thì sẽ mang ra ngâm nước nhá. Vâng. Để tận dụng lại để làm tận dụng lại. Nhưng mà không tận dụng là để mật ong nữa đâu. Mình làm để mình che mưa cái gì ấy nhá. Vâng. Đây thì được tầm 5 lít này cô bác này. Mật ong rất là thơm cô bác nhá. Cái mật ong này thì phải đi ngày nào mà nắng thì đi thu hoạch thì nó mới không có bị chua cô bác ạ. Đây, bây giờ thì chắc là cũng để ở đây đã. Tí nữa thì cháu Lực mang về nhỉ. Mang về rồi thì cháu Lực sẽ đóng lại và gửi cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Nếu mà có quý ông bà cô chú nào mà muốn mua mật ong của ba ông cháu. Và cái mật ong khoái với mật ong rừng thì nó sẽ mật ong khoái này nó sẽ đen đậm hơn cô bác nhá. Đấy. Và những cái mà màu mật ong nào mà càng đậm thì là chứng tỏ là cái tổ nó thì làm càng lâu cô bác ạ. Nó là già mật ong mà gọi là nó mật ong già rồi ấy. Đấy, còn sáp thì cô bác nào mà có muốn thì cháu Lực cũng sẽ là gửi cho các bác. Sẽ đi mua cái loại cái thùng này cô bác này, xong là để cái sáp nó vào này. Cái sáp này thì để cô bác là để ngâm rượu thì nó cũng rất là tốt. Đấy, bây giờ thì đi rửa tay đó các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ bóc cái phần quà này cho em Sử luôn. Ông thì là chắc là phải đi đến tầm tí nữa mới về. Đấy, hôm nay thì có một cái phần quà của một bác. Đấy, lít mật ong này. Đây thì không phải lấy vát luôn cô bác. Đây thì em Sử đã gọi là lấy vát từ trên rừng xuống rồi. Tại vì em ấy đi xa cho nên là nó nặng hơn. Cái sáp ấy thì vắt trong này vứt luôn à? Vâng. Chỗ này thì hai tổ à? Vâng. Hai tổ thì được tầm 5 lít thì mỗi tổ là được tầm 2 lít rưỡi thôi. Chỗ này thì không biết là được 5 lít không ấy cô bác ạ. Đấy, bây giờ cái phần quà hôm nay cháu Lực lấy lên là của bà Chu Thị Diên, bà ở thôn Vĩnh Lộc 2, xã Phường, xã Phùng, xã huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Đấy, bác có gửi cho cháu Lực và không biết là trong này là cái gì. Em lấy cái dao cho anh, để anh em bóc cái phần này ra.
đi thu mật thì phải hôm nắng nắng rồi mới đi à? Trong này thì không biết là đồ gì đây. Ui. À, cho thấy chăn này. À, chăn này. Rồi có chăn cả quần áo này. Đấy, đây là chăn chăn mới luôn nhá. Nhìn là thơm luôn này. Đấy cái này thì tầm mùa này đắp là vừa này. Đấy và xem nào. Ui giời. Đấy đây là hình như là đây là cho anh ra đây. Bà có ghi là cho cháu Lực kỷ niệm. Đấy không biết là trong là cái đồ gì. Đấy cháu Lực sẽ bỏ xem này. Đấy. Đây thì là bà cho cháu Lực này, cái mũ này thì là như nào. Hải Văn Cắt. À, mũ này là hình như là đi theo kiểu là du lịch hay sao á. Nhìn cũng bảnh phết thế nhỉ. Còn là cái chỗ này là bà thì có bảo là gửi cho cháu Lực cô bác nhé. Bây giờ thì xem là trong này. Ôi đây là quần này thì sử mặc vừa nhá. Đây này. Đẹp luôn. Đấy. Thì là mặc vừa luôn. Đấy, cầm hộ anh á, để anh á. Đây quần này thì cũng là của sự này, thì cũng là mặc. Đấy, còn là quần mới luôn nhá. Đấy thì đây là tất cả là những cái quần mới này. Đấy. Đấy. Cái này thì là cái áo này. Cái áo này thì em sẽ là mặc đi lấy cỏ hay là đi làm gì đấy nhá. Còn là đây cũng là chăn này. À đây là à đúng, đây là chăn. À cái này. Cái chăn này thì em sẽ để vào trong cái vỏ này nhá. Vâng. Đấy, để trong cái vỏ này. Đây thì lúc nào mà em để thì em để vào nhá. Anh lại để vào trong này nhá. Để vào trong này cho em này. Đấy. Đấy, còn là những bộ quần áo này thì chỉ có vừa là xử hết thôi cô bác ạ. Còn em Hải thì không có vừa. Và bác cũng gửi quà là gửi cho cháu Lực luôn. Anh em để đây cho đấy nhá. Và bác cũng gửi cho gửi quần áo cho các em và cũng tiện thể luôn là gửi và cũng gửi cả cho cháu Lực luôn này cô bác này. Đây là cái phần quà của bà Chu Thị Diên nhá. Và đây là phần quà của bà Chu Thị Diên. Bà ở bên đây là ở Hà Nội luôn. Đấy, vừa rồi thì bà ở đâu thì cháu Lực cũng đã đọc rồi. Và cháu Lực cũng thay mặt là bà ông cháu gửi một lời cảm ơn tới bà Chu Thị Diên. Bà gửi những cái bộ quần áo này, xong là những cái tấm chăn nữa để cho ông với lại để cho các em. Chăn nếu mà chăn ở chỗ em có thì để cho ông nhá. Vâng. Còn nếu mà chỗ ông không có thì em chỗ ông có rồi thì em mang đi dùng nhá. Vâng. Đấy, cũng đều là cho ba ông cháu thôi. Vâng. Đấy, là ai dùng cũng được, mà chỗ ngủ của ai mà thiếu chăn màn thì mang đi mà đáp nhá. Vâng. Đấy, còn là những bộ quần áo này thì sẽ là vừa em nhiều hơn. Vâng. Đấy. Và cháu Lực cũng thay mặt ba cháu gửi một lời cảm ơn tới bà Chu Thị Diên ở Hà Nội. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bà nhá. Hãy xử thì gửi một lời cảm ơn tới bà được không? Vâng. Quang cảm ơn bà đã gửi quần áo ấy trang cho Quang. Chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Đấy, còn cái chỗ này là một là tầm 4 đến 5 lít của mật ong của em Sử là được em ấy đi trên rừng già để khai thác về cô bác. Không phải là mật ong mà hôm nọ em đi lấy đâu chứ? Không phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Cái mật ong này thì là làm tổ cao hơn à? Vâng. Làm tổ cao hơn. Cái mật ong này thì theo như cháu Lực biết là cái màu cái, nếu mà nó càng đen thì là cái tổ nó làm càng lâu đúng không? Vâng. Trước em đến mùa mà có ong thì em cũng hay lên trên rừng để thu về à? Vâng. Trước mà em anh mà không bán hộ thì em hay mang đi đâu để bán? Mang ra chợ bán. Mang ra chợ bán à? Vâng. Thế là mình phải chắt ra cái chai kia đúng không? Vâng. Đấy. Và đây thì được em Sử là dùng cái chai này cô bác này. Đấy cô bác này. Mà này à?
Đấy, đây thì được dùng, được em sử là dùng những cái chai này này cô bác này, để chắt ra xong là mang ra chợ bán này. Và ở đây đấy, và lúc mà mang đến nhà thì cháu Lực sẽ chắt ra một cái chai, nó loại chai 1 lít. Còn là cái chai này thì nó sẽ không có đủ 1 lít này cô bác này. Cái chai này thì sẽ nó không có đủ 1 lít đâu. Đây thì về nhà cháu Lực sẽ chắt ra cái chai mà nó đủ 1 lít xong là gửi tới cho quý ông bà, cô chú, anh chị mà muốn quan tâm tới mật ong của ba ông cháu này. Mật ong này thì rất là thơm luôn, ngồi gần là cũng là thơm rồi. Cái mật ong này thì để mà làm một cái bài thuốc thì nó cũng rất là tốt luôn cô bác. Đây là những cái lít mà mật ong khoái rừng hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là đi mua ở ngoài về. Đấy. Đấy, hôm nay lên thì nếu mà lên muộn một chút thì không có gặp được cái cảnh mà em Sử đang đi lấy mật ong về cô bác. Đây mà hôm nào mà lúc nào mà làm nhà xong ấy thì anh em mình lên trên rừng để đi một hôm để đi khai thác được nhiều hơn nhỉ. Vâng. Ở đây thì nếu mà mình đi nhiều người hơn thì sẽ khai thác được nhiều không? Có. Có à? Vâng. Nhưng mà cũng phải là mất công đi tìm ấy nhỉ? Vâng. Chỗ cái tổ này thì tìm được mấy giờ thì mới tìm thấy? 3-4 giờ. Tìm 3-4 tiếng đồng hồ à? Vâng. Ồ. Bây giờ thì em gửi một lời tới cho các bác mà muốn mua những cái mật ong của em nhé. Con rất mong các ông bà đã mua mật ong Hậu Quang. Trước kỳ nếu mà Hải không đi học thì Hải hay đi cùng ấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà đi lấy mật ong này cũng phải cẩn thận nhá. Vâng. Đeo găng tay nào, đeo ủng nào. Vâng. Đeo mũ này kia rồi thì mới đi lấy nhá. Vâng. Có bị đốt phá nào không đây này? Không. Không bị đốt à? Vâng. Là tay mình đã đeo găng tay đúng không? Vâng. Ủng thì nó cũng đã ủng rồi, và kèm theo một cái mũ trùm của bác, của bà An Phạm gửi cho các em nữa. Cho phép cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa cô bác nhá. Nếu mà có cô bác, anh chị nào muốn quan tâm tới mật ong của ba ông cháu thì có thể điện qua cho cháu Lực. Cái số ở trên cái màn hình ấy thì cháu Lực sẽ gửi những cái lít mật ong khoái, mật ong rừng nguyên chất tới cho quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, cái này thì nếu mà cháu Lực không đi bán hộ các em thì sẽ là các em sẽ mang ra chợ để bán. Ở đây thì một tí nữa cháu Lực về thì cháu Lực sẽ dùng cái tấm lọc và lọc lại những cái sáp của nó, sáp mà nó bị nhỏ ấy cô bác, lọc lại xong là đóng vào chai. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.